Quản tù tì ra cái lì ra cái này. Quản tù tì ra cái lì ra cái này. Quản gì ra cái gì ra cái này. Quản tù tì ra cái gì ra cái này. Quản tù tì ra cái gì ra cái này. Ta đã thắng rồi. Quản tù tì ra cái gì ra cái này. Quản tù tì ra cái gì ra cái này. Ra cái lá, quạt tù thì ra cái gì, ra cái búa. Bây giờ này gấu chơi đi, xem xung quanh có gì. À, con gấu kìa, bây giờ chơi tạo con gấu vậy. Đi ra lấy gấu ra chơi. Rồi về gấu đi chơi. À, anh ơi bị cắn nè. À, sao anh? Ơi con mèo. Đâu? Đang cắn cái gì? Vết rắn cắn rồi. Vết rắn cắn rồi. Em mày tháo cái dây. Ôi, ôi, tháo cái này, đúng cái này. Từ kệ. Nó tháo cái dây ra nhanh em ơi. Nhanh. Ôi, ôi. Bù vào em ơi. Có phải cháu con gấu nó không hả cháu? Ôi, chết rồi. Rồi thế rồi. Bây giờ em bế thằng này. Nhanh lên lên trên tháo thằng cứu. Bế. Nhanh lên. Bế đi, sao cứu ra? Chỗ đây này. Chỗ nào chị ơi? Đây chị vừa nhìn thấy con đây này. Nó ở đằng sau đâu đấy. Trong này hả? Vâng, nó ở đằng sau hay sao ấy chú ơi. Anh cháu bị cắn chú ơi. Ôi. Cái gì vậy hả chú? Nó bên trong. Đúng rồi, chị vừa sau đấy. Nó lùng ngực bên trong này này. Cái gì vậy hả chú? Cười rồi. Nó vừa để chỗ đây luôn. Cháu có nhìn thấy nó không đúng không? Không, anh cháu bị cắn. Nó chui trong đây rồi. Ủa, ở dưới này có một nô. Nó có cái nô ở dưới này này. Thì nó chui trong này rồi. Đây. Ôi, cái nô ở dưới. Ôi, cái đầu ra kìa. Ủa, thế đầu kìa. Đấy, đầu ra rồi. Đầu nó. Nhìn nó dưới này nó có. Ui, đây này. Ui, đây. Nó động này. Ui, cái thằng con tay nó tím thâm rồi. Rồi, mang đi cho. Mang cho bệnh viện rồi nhưng mà tay nó tím thâm rồi. Ui, lên chỗ này. Ui, dùng cái này này chú ơi. Để chỗ này này, để chỗ này này, đấy thấy chưa? Ui, nó bùng này. Đi dao cho em nhá. Ui, đéo nó bùng này. Ui, ra đây. Ui, không biết rắn gì mà nó cắn tay nó đen xì mà. Trời nó đập. Chỗ này nó bùng này. Đấy. Nó không phải chỗ đấy đấy. Cẩn thận nhá, chú có con gì đâu. Địch này. Trời ơi, nó dùng chỗ nào thì mình chạy chỗ đấy này. Đừng đâu. Ui, kìa. Chỗ đó kìa, đang cái đầu nó này kìa. Đừng động tay nhanh nhá. Ui, đâu đây. Đầu đây. Thế có đầu đấy này. Từ. Cứ bình tĩnh. Lặng yên. Nhớ hẳn lên. Kỹ cho nó chỗ nào. Chưa. Nào có. Đây để ở giữa vùng này. Dưới vùng à? Dưới vùng à? Đấy vừa chị nhìn thấy đầu thỏ đấy. Cái đầu đâu cơ? Ui đây rồi. Ôi mẹ ơi. Oh my god. Cái đầu ra này. Rồi em ơi. Chưa, cái đầu của nó làm sao nó bị biến dạng ấy anh ơi. Ôi giời. Cái lưỡi đó này. Rồi thế nào lúc nãy thả ra. Đó, con này chết rồi. Bị cắn anh đâu. Ui, thế này đi. Cho ra xem nào. Cho xem rắn gì. Chữa được không cơ? Ui, hổ mang rồi này. Hổ mang rồi. Ôi, thằng tay đen xì. Thằng nào tay nó đen xì rồi. Cái này ra hương. Nó quay lại đâu bây nhá. Hay mình dạy cho trái tim đi. Ôi. Nó chui nó mình đặt dưới. Đây này, cái biển nó này. Ai. Ôi đấy, đấy, ôi giời. Ôi đấy đấy. Bỏ vào tao nhanh. Dưới đi. Cẩn thận nhé, cẩn thận nhé. Thôi, từ anh. Ôi mẹ ơi. Ôi. Ui ôi. Cái đồ nó vào đấy nó làm ổ trong cái con. Nếu mà cả con này phải trăm con thôi. Đúng rồi. Đến trăm con không? Nhưng vào để trứng sao ấy. Ôi. Ui. Ui. Cầm này ra, cầm ra. Oh my god. Ôi. Ôi. Ôi mẹ ơi. Ui. Kinh quá. Ui bao nhiêu cái đầu này. Ôi. Ui. Ôi. Trăm con chứ này bị ổ rồi, ổ rồi. Phải lăng là thằng kia đã bị cắn nhiều con nó cắn vào tay thì mới đang cắn rồi. Ui nhìn này. Ui mẹ ổ thật. Lúc nhúc cái này. Ôi lúc nhúc cái này. Rồi sao nào. Cẩn thận nhá. Ôi. Ôi. Ôi mẹ ơi. Ôi nhiều lắm kìa. Ôi vào đi không nó chạy vào trong nhà người ta. Ui mèo ơi một ổ luôn. Ui một ổ. Ôi trăm con. Thằng con to đấy chứ. Ui mèo ơi thế này. Ui ui. Ôi kinh quá. Cái này nó vào đây rất là lâu rồi. Ui cái con này nó ở trong đây lâu rồi. Ui một ổ đây rồi ơi. Ui ui. Ui mèo ơi. Mày lấy túi đi, lấy túi. Đi lấy cái túi đi, nó đây. Đi lấy túi đi. Lấy túi. Cái con này nó vẫn thò đầu ra này. Đổ này, kinh chưa này. Con này chắc chắn đến dạng rồi. Ê túi đây. Ui. Hai túi đủ không? Một túi là đủ. Kinh rồi này. Con này phải nó. Ui con này đang nột này, ở lâu lắm rồi nó ra. Con này nó ở trong này lâu rồi. Nó vào trong đây hôm nay đẻ trứng rồi, vào quận đẻ trứng mọi người. Hôm nay bọn này đẻ trứng rồi. Kinh khủng quá nhìn sợ thật đấy, còn cái thò đầu đấy kìa. Chết rồi, quá kinh luôn nhá. Bắt hết đi không chết. Ui. Nó vào nhà người dân đấy này. Đấy cái đầu kìa. Con này kìa. Con này nguy hiểm đấy. Ui. Ui mẹ ơi. Còn nói nữa. Ui rồi kinh rồi. Đấy. Ôi giời. Ôi trời ơi. Ui, hai con hiền. Ui ôi. Hai con kia to hơn kìa. Ui mẹ ơi nó chui trong này, nó làm một tổ trong này rồi, nó đẻ trứng, làm tổ đẻ trứng trong này rồi. Ui giời. Ui nó quặn. Ui giời ơi. Đã bảo rồi những cái loại gấu bông này nó hay vào mà cái gấu này để nâu rồi, chết rồi. Này để đây khéo nâu nó dưới này nó lên nổi, nó dưới nó lên này. Dưới này nó ngoài kia kìa. Mày có cái xi người nó đi cái coi con này thò đầu anh này. Ui dồi, hai cái đuối này. À, cái tay nhá, tay được để vào cái đầu này. Đấy. Ui ba cái đuôi này. Ui. Khả năng con này nó dính cái đầu nó trên này anh này. Ui rồi. Ui này nãy giờ. Ui rồi. Nhớ từng con thôi. Con này bò ra này, Đấy. Ui. Ai. Khủng khiếp. Ui nó chuồn này. Đấy. Thế này là nó bóc đầu lên cái tay. Cứ để nó trườn ra cho mà xem. Ui giời. Còn con nào? Đây còn con này, này cái đầu con này. Này đầu con này mình để ý sao được này. Thấy chưa? Đấy. Ui giời. Lúc nhung trong cái bông này sao không biết được. Ôi giời. Nặt hết cái này ra đi. Để gãy bông nha, gãy bông. Này có bên trong còn đầy ấy. Nhiều lắm. Không còn đấy kìa, nó trong bông rồi. Ui ôi. Ôi con này con trứng nó sắp đẻ rồi. Ôi. Con này con cái sắp đẻ rồi mọi người. Ai vào đấy vào đây để con này con sắp đẻ rồi, con đẻ trứng rồi. Ui nhìn nó này. Con này vào trong đây để trứng rồi. Nó vào đẻ trứng rồi. Ôi con to này. Con này. Thật con to rồi. Để cẩn thận nhá, cái đầu nó kìa. Bên trong còn con nào? Con ui con này. Vẫn còn nữa à? Ừ, vẫn còn dưới này. Ôi trời ơi, nhiều quá. Kinh nhỉ bắt bám hết rồi. Cái chuồn này. Ui ui. Ôi. Bọn này, ấy các bọn nấm xác luôn, nấm xác này. Ui đây đầu đây, thân nó đây rồi. Anh nhìn này. Đây. Đây đúng thân nó đây. Ui giời ơi này. Ui ui ơi. Đây con này đấy à? Ui con này đúng con này rồi. Để chuyện ra đi. Con này ra. Ui nó con này. Đấy. Đấy nó tìm ra đấy. Đấy thấy chưa? Ui giời ui thấy chưa ra kìa. Cái đầu nó kinh khủng nhỉ. Con này to lắm. Con này to nhất à? Ui to chưa con này. Đấy giờ con này to nhất đây. Ui trời. Để cho nó nươn thẳng cho nó nhìn. Ui này nhìn này. Ui mẹ ơi nó đi này. Còn như này cơ mà. Ui. Ui kinh chưa nó truyền này. Ôi, nó to như thế này mà. Có trứng không đây? Toàn trứng thôi, bọn này nó đang tìm chỗ để trứng rồi. Còn đâu? Đừng cái này nhá. Đến chết đấy. Ôi. Chưa. Ui hiểu cái này. Ồ đấy, cái nỗ này nỗ để nó chui vào rồi. Được có nào? Hết rồi. Mình hết rồi sao ấy? Anh gậy cái đám bông cho xem này. Động thế rồi đến bên kia còn mông nào nữa. Hết rồi. Ôi, cây quá luôn này, xem nó bao con, sao bao con nào? Nhiều lắm. Mẹ ơi, chỗ này đến hơn chục con này, phải hơn chục con, một chục hơn 20 cân rồi. 2-3 chục cân nữa này. Cho rồi đi. Xem về xem thằng kia thế nào rồi. Mọi người theo bây giờ anh em mình sẽ phải dừng video tại đây nhá. Về xem thằng cu kia như thế nào rồi. Mọi người xem video hay nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ anh em mình nhá. Bỏ con này vớt sớ đi, vớt ra góc ngoài kia đi. Em vớt ra ngoài góc ngoài kia đi. Đi luôn. Đi. Quá kinh luôn.